đầu tiên, anh ta lấy thước dây ra và đo xung quanh cô gái. Chờ cô gái cố tình ném chiếc quạt gấp, chàng trai bắt đầu thực hiện những phép tính trong đầu. Và kết quả tính toán của anh cùng quỹ đạo do chiếc quạt gấp ném ra, chính xác tại cùng một điểm. Một phép tính tuyệt vời như vậy, sĩ quan ngay lập tức bị ấn tượng. Thế là ông hỏi chàng trai trẻ, có thể tính giá thực của chiến hạm trong vòng 2 tuần. Chàng trai nghe xong nói có thể tính toán được toàn bộ chiến hạm. Anh quan tâm ngay lập tức, nhưng giờ là lúc để bắt đầu. Tìm thấy tất cả thông tin về chiến hạm, chỉ có vài tờ giấy dơ mỏng. Điều này thực sự khiến chàng trai trẻ phải xấu hổ, quay lại và đi đến phòng lưu trữ, xem thông tin chi tiết về chiến hạm. Nhưng anh bất ngờ bị trợ lý chặn lại và nói với anh rằng thông tin về chiến hạm là tuyệt mật, tất cả những gì có thể cung cấp là trí nhớ của sĩ quan, một vài con số được viết ra. Đó là trường hợp chàng trai chỉ có thể sử dụng chiến hạm để trải nghiệm trước. Không ngờ thuyền trưởng vừa rời khỏi phòng, chàng trai lặng lẽ kiếm sơ đồ kết cấu của chiến hạm và bí mật ghi lại dữ liệu trên biểu đồ vào một cuốn sổ nhỏ. Sau đó anh đi lên tàu và lấy thước dây ra, anh đo chiếc chiến hạm từ trong ra ngoài. Trong đêm khuya, anh nhanh chóng đọc hết một chồng sách về đóng tàu. Người phục vụ đến và giao bữa ăn, phát hiện ra anh đã sử dụng những con số do sĩ quan cung cấp kết hợp với dữ liệu số Nagato. Các cấu trúc khác nhau của sĩ quan đã được mô phỏng. Người trợ lý không thể tin được sau khi nhìn thấy nó, là thiên tài.